Rồi xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin cập nhật cho các bạn giá của Realme C35 các bạn ha. Rồi hiện tại mình đây là chiếc Realme C35 với phiên bản là RAM 4GB bộ nhớ trong 64GB vàng. Realme C35 này thiết kế rất là đẹp và bắt mắt luôn các bạn. Hiện tại thì C35 này sẽ có hai phiên bản màu, đó là chiếc máy màu xanh như mình đang có trên tay ha, và thêm một chiếc máy màu đen. C35 này thì hiện tại là màn hình nó 6,6 inch các bạn, Full HD LED luôn. Nó sử dụng một chip là Unisoc T616 8 nhân ha. Với phiên bản RAM ở đây là RAM 4GB và tỷ trọng bộ nhớ là 64 và 128 ha. Với phiên bản RAM 4GB thì giá là 4.490.000 các bạn. RAM 4 bộ nhớ trong 64 ha. Và phiên bản RAM 4GB bộ nhớ trong 128GB có giá là 4.990. Để chơi lệch nhau 700.000 các bạn. Được thêm bộ nhớ gấp đôi ha. Rồi con này thì camera sau thì chúng ta sẽ có cộng 3 camera sau, với camera chính là tới 50 megapixel các bạn ha. Camera phụ lần lượt là 2 và 0.3. Camera selfie phía trước ở đây là 8 megapixel các bạn. Và viên pin ở đây là viên pin 5000, hỗ trợ sạc nhanh được 18W các bạn ha. C35. Cho một chiếc máy thiết kế rất là bắt mắt, đẹp luôn bạn, quá đẹp luôn, thiết kế vuông vức các cạnh luôn các bạn, co góc ha. Nói chung là trong tầm giá 4.290.000 về thì Realme C35 thiết kế rất là đẹp mà so với các hãng còn lại luôn bạn, rất là đẹp nha. Hiện tại C35 này các bạn mua sẽ không có chương trình khuyến mãi gì thêm các bạn, và góp thì các bạn sẽ có hỗ trợ các bạn trả góp, nhưng mà hiện tại là góp có lãi suất nha. Rồi thì mình vừa giới thiệu cho các bạn về cập nhật cho các bạn giá và khuyến mãi của C35. Các bạn có thắc mắc gì các bạn comment bên dưới nha, mình sẽ hỏi các bạn lại sau. Bye bye.